Rồi, hello, xin chào. Mình là Phan Thông, số điện thoại 0906620266. Xin phép gửi khẩu trang để nói chuyện cho quý vị dễ nghe hơn. Thực chất là nãy giờ anh em mình chưa test cái micro nữa đó. Cài cái micro vô bấm lên mà chưa test, nhưng mà hy vọng là nó xong. Chứ cái video hôm nay có lẽ là hơi dài. Hơi dài đó là vì đây là giao thừa của cái năm Sửu, năm con trâu. Chút xíu nó qua không giờ là bước qua năm con cọp, là năm Dần. Thì thay vì như mọi hôm thì Phan Thông có thể là xin phép chiếm thời gian quý vị, nhưng mà chắc chắn mọi người bây giờ đang yên vui, yên ấm với gia đình, hạnh phúc. Suy nghĩ về cái năm nay sắp sửa bước qua là một cái năm đại dịch rất là lớn. Chắc chắn năm kế bên tình hình nó êm hơn, cho dù hết dịch, hết virus hay là không hết thì kệ đi, nhưng mà tình hình nó sẽ êm và đẹp hơn. Tại vì chúng ta đã trải qua cái thời điểm Thông cho rằng đó là khó khăn nhất, không thể khó khăn hơn được nữa về nạn dịch. Bài hôm nay giao thừa của năm con trâu, sắp sửa bước qua năm con cọp, thì Thông giới thiệu đến cái xe này, đó là Harley Davidson Fatboy 114-2020. Đó. Thông nhắc lại đó là 114 nha, là vì Harley nó có dòng xe 107. Thông sẽ nói tiếp, mặc dù đã nói rồi, Thông sẽ nói tiếp về tại sao nó có 107 và 114, rồi ít hơn nữa là 1200cc. Khi 1200cc thì Harley Davidson lại hầu như không hoặc là hiếm khi để cái chỉ số 107 hoặc 114. Đó là chỉ số cubic, nó tượng trưng cho thể tích in khối. Bài hôm nay Thông cố gắng chia làm nhiều phần, nhưng mà trong bài nói chuyện sẽ không có cái chữ là phần 1, phần 2, phần 3, phần 4 gì cả. Nhưng mà các cô chú, anh chị em, các bạn cảm thấy là xem được tới đâu là quan trọng đối với cá nhân thì ngưng cũng được, nhưng mà coi hết để hiểu về Phan Thông hơn càng tốt. Thông ngoài chiếc xe này, ngoài dòng xe này, Thông sẽ nói về một chút cuộc đời của Thông, về sự kiện của Thông nó xảy ra năm 2018. Nó xảy ra để nó khiến Thông nó không thể được như xưa, từ 2017 trở về trước đây cho tới khi đầu đời. Từ tháng 5 năm 2018 Thông có một chút khác, đó là sự kiện tai nạn. Rồi vô vấn đề chính đây. Harley Davidson Fatboy 114-2020. Chiếc xe này nó là màu bạc. Thì quý vị, Thông xin phép dùng lại từ nhân xưng là quý vị chung, cho những người lớn hơn Thông bằng hoặc nhỏ hơn, cho bài nói chuyện nó gọn ghẽ, dễ nghe hơn. Chiếc này là màu bạc. Thì ở khi mà bán ra thị trường tại Việt Nam, hãng Harley Davidson công bố với cái giá đó, nó cao hơn cái màu đen khoảng 10 triệu. Lưu ý nữa, dòng Harley Davidson thì rất là nhiều lưu ý. Thông lưu ý những cái điểm chính là khoảng chừng 3 cái lưu ý rồi. Lưu ý 1 đó là cái màu sắc. Lưu ý thứ 2 đó là hiện tại bây giờ là dòng xe này đang không có tại Việt Nam, tức là không có hàng. Fatboy đó là một trong những dòng xe bán chạy nhất nhì tại Việt Nam của Harley Davidson, trong cái hệ kêu là hệ Softail. Đó là hệ xe Softail. Nó có những cái hệ xe kêu là Sportline, rồi Roadster, rồi Road, nhưng mà đây là hệ Softail. Thì nó gồm là Fatboy, rồi Street Bob, Street Boy, rồi chiếc xe Thông mới vừa bán vừa rồi đó là chiếc Lowrider. Nó nằm trong dòng Softail, hiện tại không có hàng. Và dự kiến qua năm sau, mình chớm qua năm sau rồi, Thông xin phép dùng từ qua năm sau, nếu như có hàng xuất hiện thì giá sẽ được nâng lên, tạm gọi là giá cao hơn hiện tại. Giá hiện tại cho chiếc xe này nếu như có hàng thì đó, để ra biển số luôn thành phố Hồ Chí Minh, đó là giá 840 triệu. Chiếc xe này nguyên một mớ đồ chơi này gần 100 triệu, thì nó khoảng từ chừng gần 940 triệu. Nhưng khi nó xuất hiện trở lại, được có hàng trở lại với chiếc xe này và có dàn đồ chơi, thì nó phải gần 1 tỷ đồng.
Tức là các bạn 940 triệu các bạn cộng thêm khoảng 450 triệu nữa là tròn trẹm 1 tỷ đồng. Thông mong muốn bán chiếc xe này đến anh chị em, cô chú, các bạn đam mê với cái giá là 790 triệu đồng. 790. Có con số thần tài là số đẹp, 790. Rồi vô chi tiết. Đây là xe Lainil 2020. Chắc chắn là những vấn đề như là đâm đụng, té ngã, máy zin hay không, bỏ hoàng bên, đương nhiên Thông phải cam kết mạnh điều đó. Xe khác Thông đã cam kết mạnh, xe này càng mạnh hơn nữa. Vì chiếc này đời cao và Lainil. Odo nó hình như là mới có 6.500 km à. Đây, chi tiết đi rồi tới Odo. Nó nhiều thứ đẹp quá, để vô cái phần nào cho tiện camera đi thì Thông giới thiệu vừa chi tiết vừa đồ chơi. Quý vị tiện coi luôn nha, đâm đụng té ngã hay chưa coi luôn, mà Thông cam kết rồi chắc chắn là không. Đây là đồ chơi hai bên. Hai cái cục này kia là hai chụp cốt bánh trước. Một cặp này trị giá 2.6 triệu, một cặp sau nữa 2.6 triệu nữa là 5.2 triệu. Đây là khung bảo vệ. Khung bảo vệ xe, bảo vệ máy, bảo vệ gì đó. Rồi kèm tới gác chân. Khi mà ngồi lên đây, ngoài cái gác chân này, ngoài gác chân này thì quý vị có thể gác ở đây, tạo tư thế nó, Thông xin phép dùng từ, cái tư thế là tư thế gọi là tư thế bố láo đó. Hơi bố láo. Đây, quý vị nên cẩn thận chân trống nha, tiện thân nhắc luôn. Harley Davidson cái chân trống người ta làm chắc chắn mạnh lắm, nhưng mà nên cẩn thận. Nếu mà gạt không có kỹ thì nó sẽ sụp và ngã đổ. Cẩn thận thôi, không có gì phải gấp. Cái khung này trị giá 14.800.000. Đây là bộ gác chân đồ chơi, cần số đồ chơi, cái tay cần số, các thanh truyền cần đồ chơi. Gác chân sau cũng đồ chơi. Một lát nữa Thông sẽ show ra trưng bày cái đồ zin. Cái tánh của Thông là khi có đồ zin có thể đem ra trưng bày thì trưng bày, chứ nên đừng hứa hẹn đồ zin đủ rồi có khi là không đủ rồi lại hứa. Thông không thích điều đó. Đây logo, logo Harley Davidson, đồ chơi chính hãng. Cái miếng gác chân lớn này cũng có chữ Harley Davidson. Chơi xe này không có cái đồ tạp nham được. Không có đồ tạp nham lại càng không có hàng phách. Phách nó không có làm. Cái túi này 7 triệu. Cái biển số F kiểu Vũng Tàu này nó có giá của nó, Thông xin mạn phép không nói là vì nó nhỏ. Cuối năm rồi mình chơi mình có cái nét, Thông xin phép tạo cái nét sang chút xíu. Cái này lạc vạt nhỏ. Rồi bát biển số này cũng không phải là miễn phí mà có, nhưng mà vì có cái túi này thành ra cái bát này không lật vô được. Chứ đúng ra nó lật, nó lật các bạn có thể xếp vô đây được luôn nè. Đó, quý vị có thể xếp được luôn, lật ra. Nhưng mà lật vô đang vướng túi này, Thông không có show cái chỗ này được. Ở đây người ta làm rất kỹ. Cái miếng lật biển số này ở đây là kim loại, có thể cọ sát vô trong cái cạc te này. Thì anh chủ trước đã gắn một cái lớp cao su cản lại. Thông rất mến cái điều này nha anh chủ trước nha. Thông mạn phép không nói tên anh ra. Lốp zin theo xe. Đương nhiên là lốp zin theo xe. Bánh béo này, cái từ mà fat boy, fat boy có nghĩa là gã béo, người đàn ông mập. Nhưng mà dịch ra cái từ gã béo đi nghe dễ thương hơn. Nó béo, bánh béo. Thì bộ mâm này nó là bộ mâm kích cỡ nó là 18. Đa số thông thường là 17. 18 có nghĩa rằng đó là 18 inch. Đây, in là đường kính. Từ đây qua đây các bạn lấy thước đo đó là 18 inch. Thông số của cái lốp theo xe, lốp Michelin này á, là 160-16. 160 tức là cái độ mập của cái này. Đó, xin camera đi đối diện này cho anh em nghĩ. Thông giải thích luôn. Tại sao nó có số 160? Xe các bạn đi một chơi chơi ở nhà giống như là cái chiếc BMW S1000RR thì nó là 120. Thì tới đây. Hay là chiếc Z1000, 120 tới đây, nhưng mà này 160, nó mập ra như vậy. Đó, 160 xuyệt 60. Cái số 60 này, cái 60 này nè là 60% của 160. 60% của 160 đó là cái bề dày này. Cái bề này. Bề này là 60% của 160 này. Đường kính 18 inch. Xong. Lốp trước. Tới lốp sau. Lốp sau cái thông số nó nằm ngay chỗ nào rồi?
nó núp. À, thông số nằm chỗ này. Không biết camera có thấy không? Có thấy. Thông số nó là 240 x 40 18 inch. 18 inch là đương nhiên 240 đó là độ mập của cái lớp sau, và 40 đó là 40% bề dày này nè. Bề dày từ mâm cánh tới, cách tới mặt đường là 40% của 240. Rồi đã xong. Lốp theo xe quá đẹp. Rồi đĩa đương nhiên theo xe. Rồi cặp bô. Bô Vance and High. Vance and High. Thông xin phép đọc tắt theo chuẩn Mỹ đó là Vance and High. Cặp bô này khá hiếm tại thị trường Việt Nam. Thông cũng mới chơi Harley Davidson thành ra không dám nói leo nói trèo đâu của các anh các bác chơi trước rồi. Nhưng mà cái dòng bô Vance and High, cái loại dành cho xe này, cái tướng tá như vậy nè, nó là hiếm tại Việt Nam. Thì cặp bô đồ chơi này trị giá gần 40 triệu. Nó gần là vì cái con số nó có thể xê xích theo cái tỷ giá ngoại tệ tiền đô la Mỹ. À, bên đây cũng vậy luôn, nãy Thông đã báo rồi là cái bộ gác chân. Gác chân này, gác chân sau, cái đằng trước to như vậy, gác chân sau như vậy. Rồi cái miếng cần thắng, bên kia là cần số. Thì tổng cộng cái bộ này đó là 25 triệu. Cây này nói rồi nhắc lại đi, 14 triệu 800 ngàn. À, cái chụp cốt bánh sau. Rồi nãy cốt bánh dưới này camera đã show với các bạn rồi. Chụp cốt bánh sau đây, một cục. Sau đây một cục nữa đó là một cặp 2 triệu 6. Thì ở trong xe này, bốn cái chụp cốp này gồm bánh trước, bánh sau nữa là 5 triệu 2. Nắp bình xăng. Đây, cái nắp bình xăng này 3 triệu. Những món đồ chơi Thông liệt kê như trên, có thể cũng sẽ có những món quên nữa. Thông có một cái hộp đồ còn đầy đủ đồ zin. À, bên đây là bộ dây tăng áp thì camera cũng có thể thấy được dây tăng áp, nhưng mà bên đây thì thấy rõ hơn. Thông show luôn bốn cái buji. Xe này cái dòng máy kêu là dòng máy Milkway. Cục máy Milkway, máy T-twin. T tức là đôi đó, máy đôi, máy đó, máy VT-twin thì là máy đôi như vậy, hai cục, nó chỉ là hai máy thôi nhưng mà nó bốn cái buji. Bốn cái buji trong đây đang xài là bốn cái buji bạch kim tăng áp. Cộng dây nó màu đỏ, màu cam như vậy là dây tăng áp. Cái riêng cái bộ dây tăng áp này không là 2 triệu 8. Thông chưa biết được bốn cái buji này giá bao nhiêu. Bốn buji zin còn, bốn cộng dây zin còn. Đây, Odo. Chờ bớt nắng. Odo là 6505, 6500 km. 6.500 km, rất là mới. Một cái xe Harley mà lăn bánh mới có 6.500 km thì cực kỳ mới nha các bạn nha. Không che nắng để coi camera có thể thấy rõ không? Rất rõ. Rồi, rất rõ rồi. Để giới thiệu thêm. Thôi Thông nổ máy đi. Tại tính Thông thì kỹ mà, nổ máy đi chứ để mà điện không vậy sợ hết bình. Đây tiếng bô. Có thể lúc này là cái micro Thông bị rè rồi, là vì cái âm thanh ồn. Âm thanh nó ồn thì Thông đang đi ra xa xe nè. Đang ra xa xe cỡ 5m. Bước lại gần. Wow. Các bạn chịu khó nha. Thông tạm thời tắt máy. Thông tạm thời tắt máy để mà chia sẻ thêm. Thông thì được hướng dẫn những anh, những bạn giới thiệu cho Thông về xe cộ. Thông dùng từ là hướng dẫn, chỉ dạy, nhưng mà Thông chỉ được phép nói với các cộng đồng mạng đó là chia sẻ lại thôi. Rồi mời camera vô chỗ này. Thông chia sẻ về các đồng hồ Odo và nút bấm. Nó có cái điểm hay của nó. Thêm sự kiện là năm cuối năm 2017 Thông đã chơi Harley Davidson rồi. Thông đã chơi qua là xe, đó là Iron 883. Đó, Thông lưu ý chữ Iron, chữ I-R-O-N, đọc là Iron chứ không phải là Iron.
rồi cái xe 48 là 48, rồi cũng là Fat Boy nhưng mà đời cũ đèn tròn. Đây cái này là mai, chỉ số mai, thì khi bấm vô cái nút tròn đây ha. Rồi bấm nút cái dấu tròn ở đây thì nó bấm một cái nó qua là trip. Trip này mình có thể lui về không được. Cái số tổng, cái total đầu nó đang bằng với cái trip. Rồi đây là trip B. Những cái nữa, đó là cái này là cái range, R này range trong xe hơi các bạn thì hay là nhiều xe BMW thì thấy chữ range. Range có nghĩa là dự đoán cái nhiên liệu trong bình xăng còn lại giảm dần. Các bạn càng chạy hao xăng thì cái 195 này nó giảm dần. 195 km nữa với cái số xăng hiện tại này thì phải vô cây xăng đổ xăng. Rồi đây là thời gian, giờ. Đây là RPM, round per minute, tua máy. Rồi đây là tổng, đây là tổng. Còn đây là đèn pha. À, đèn pha. Ở đây là code, bấm bấm vô là đèn vượt xin vượt, bắt xin. Đây. Bắt xin. Ở đây là đèn ưu tiên, bốn cái xi nhan bật luôn, hazard. Đây là nút đề. Bấm nữa tắt. Rồi, hay đặc biệt cái đặc biệt đặc điểm riêng của chỉ có Harley Davidson có, đó là đèn xi nhan. Xi nhan phải bấm nút bên phải. Tự tắt, xi nhan trái thì bấm nút bên trái. Rồi tắt, đó là kiểu tắt thủ công này. Nhưng mà cái chuẩn á, khi các bạn quẹo trái, muốn quẹo trái nhấn xi nhan bên trái, thì khi bẻ tay lái về thẳng thì nó sẽ tự tắt. Giống như xe ô tô, giống xe hơi. Tức là xi nhan tự tắt khi bạn quay tay lái về thẳng. Rồi đặc điểm của nó là như vậy. Đặc điểm gì nữa mình thích dữ lắm nè. Thích lắm, chưa tới cái động cơ đâu. Nó còn, cái xe này, dòng xe Fat Boy này đời cũ thì không có, nhưng qua chiếc này, đời đầu đèn này thì nó có, nghĩa rằng là đèn pha cốt các bạn bẻ lái. Các bạn bẻ lái bên nào thì cái đèn nó sẽ liếc qua hướng bên đó. Nó làm cho cái đèn, cái gốc nó sẽ rộng hơn. Có nghĩa rằng là bóng đèn pha cốt nó liếc, nó sẽ liếc, nó sẽ chuyển hướng theo góc lái. Rồi thông tắt đi, tiết kiệm mình điện. Cái điểm rất hay nữa, có lẽ rằng một số các anh các bác chơi xe, các bạn chơi xe có thể là chưa biết hoặc là chưa lưu ý, nhưng mà Thông rất may mắn, Thông là dân mới trong Harley Davidson, nhưng Thông được chỉ rồi. Đó là ở Mỹ hoặc là những con đường rất dài sẽ có thể xảy ra tình trạng đó, nhưng với đường Việt Nam mình có lẽ là không bao giờ xảy ra tình trạng đó. Đó là máy quá nóng. Tiếng Anh gọi là overheat. Overheat là cái máy nó bị quá nhiệt đi. Thì đương nhiên bất cứ cái động cơ nào về xe thì máy quá nhiệt phải ngừng lại, xử lý khẩn cấp nó bằng cách là gọi cho bên bảo dưỡng, rồi bên cứu hộ, cứu nạn gì đó. Nhưng cái dòng xe này nếu mà đi xuyên bang Mỹ, Thông dùng từ đi xuyên bang Mỹ, đường người ta mấy ngàn mile, dài lắm, mà ngay thời tiết nóng nữa, thì có thể là nó xảy ra tình trạng overheat. Overheat thì quý vị, cái tay ga này dĩ nhiên là điện mở, tay ga này lật ngược ra đằng trước. Thông thường vặn tay ga thì vặn vậy đúng không? Vặn un, cái này vặn ngược ra đằng trước 3 giây. Vặn ngược ra đằng trước 3 giây, nó sẽ kích hoạt chế độ một máy. Nó sẽ chạy một máy, rồi nó thay đổi một máy bên phải, máy bên trái, nó chuyển qua chuyển lại với tốc độ của Harley Davidson quy định. Chúng ta không can thiệp được tốc độ khi máy đã kích hoạt chế độ một máy. Đó, đó là tình trạng khi trần thoại overheat xảy ra. Còn bây giờ cái xe đang mát rượi, đang thoải mái vậy, không bao giờ kích hoạt được chế độ overheat đó. Đặc điểm Harley Davidson mới có như vậy. Rồi thêm một chút cái phuộc nữa. Từ không có nhớ được, xin lỗi các bạn. Cái phuộc xe này, phuộc sau có thể chỉnh được bằng cái nút đây. Đây nút đây. Nó có số 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Khi mà chỉnh nó sẽ kêu cái cấp. Đó, một cấp.
cốc nữa nữa ha. Rồi, ông đang xả ra số 1 đi. Rồi, cái này ý nghĩa như sau. Các bạn càng vặn vô theo kim đồng hồ, nó sẽ càng đi vô tăng số cao lên. Càng siết vô nó thì cái xe nó càng cứng. Càng cứng nó sẽ là, đương nhiên cứng thì nó không êm dịu, nhưng mà nó cho cảm lái rất là thật, ôm cua rất là thật, rất là vững chắc chiếc xe. Ngược lại, các bạn xả ngược kim đồng hồ, nó lùi về số nhỏ hơn, thì cái xe nó mềm, phuột mềm, dành cho chở chở vợ, chở bạn gái, chở gấu gì đó, êm dịu. Nhưng mà đi kèm đó, được cái này mất cái kia, đi kèm đó thì cảm giác lái nó sẽ không thật, vô cua nó sẽ không chuẩn chiếc xe. Tóm gọn lại, xe này có thể điều chỉnh phuột mềm, chạy cảm giác êm dịu, nhưng mà tay lái vô cua nó không thật. Chỉnh phuột cứng, cái xe nó sẽ dằn sóc tưng hơn, nhưng mà tay lái, cảm giác lái ôm cua sẽ tốt hơn, sẽ chuẩn và thật hơn. Đấy. Xe có chỉnh phuột. Trong xin phép nhắc lại cái giá Thông mong muốn nhượng lại chiếc xe này với cái giá là 790 triệu. À, đương nhiên đối với Thông là vấn đề mà các biker ở xa muốn sang tên, tức là sang tên ra khỏi thành phố Hồ Chí Minh, Thông bao rút gốc. Nhưng chiếc này được ưu điểm đó là bên Thông đứng ủy quyền lần một, Thông mua chính chủ ủy quyền lần một, còn được ủy quyền nữa. Khuyên các cô chú anh chị em, nếu được có thể thì nên ủy quyền mà sử dụng thôi, chứ không cần sang tên, để bảo đảm luôn cái biển số này, để giữ biển số này. Rồi quay lại cái biển số nữa, chính vì khuyên cái điều đó Thông mới mắc lại biển số 59A325568. Biển này quý vị tự dịch coi nó đẹp như thế nào. Thông xin phép không dịch nữa, mình khen về cái xe của mình nhiều quá rồi. 25568 gọi là cái biển số không có gốc chết. Biển số không có gốc chết. 25568. Cố gắng giữ cái biển số này nha người chủ mới nha. Người chủ mới ơi. Một lát đây Thông chạy một vòng. Thôi thì ngày cuối năm, cái ngày đặc biệt, cũng có lẽ là hiếm ai mà nói về chiếc xe, mục đích giới thiệu, chia sẻ cái sự đam mê, cái hiểu biết của mình và mua bán. Cũng hiếm có ai mà để làm việc trong ngày hôm nay, chứ đừng nói làm cái việc theo một cái việc đối với Thông hay đối với mọi người, đúng hơi đặc biệt đó. Công việc quay phim, chụp hình, nói chuyện, nguyên cả ngày nay thì ở nhà mẹ lo tất cả mọi thứ, trang hoàng, cúng kiến, vệ sinh. Thông được mẹ thương, ưu tiên cho cái quyền muốn làm gì là, muốn làm gì xe là làm. Rồi chia sẻ thêm là Thông năm nay là vừa bước qua 46 tuổi, sinh năm 1976, tuổi Bính Thìn. Đó, Bính Thìn, cao 1m78. Hiện tại bây giờ thì cái sức nặng nó đang lên xuống thất thường. Cái ngày bữa nới lỏng Thông đo đó là 1 tháng 10 mới vừa năm vừa rồi đó thì là 109 kg, hiện tại bây giờ đâu đó 106 kg. Còn khi mà trước khi mà bị giãn cách đó, trước khi chỉ thị 15-16 thì Thông có tập gym 92 kg thôi. Lúc đó mình tự thấy mình cái khỏe cơ thể mình thấy ngon hơn chút. Giờ 106 hơi bự, hơi bị thừa cân. Rồi có một số anh chị em thấy Thông lạ nhưng mà ngại, Thông tiện chia sẻ luôn. Thông có cái hiện bây giờ đang còn một vết thẹo đây, mặt không đổi khác, vết thẹo đây, biết camera có thấy hay không, nên bước tới đi. Thông bị tai nạn, bị bể sọ, thành ra ở đây là miếng titanium, đó là lưới titanium vô để tạo hình cho nó phình ra, còn đã bị biến dạng rồi. Cái tai nạn Thông xảy ra đó là ở ngay tại cầu kinh tẻ, nhưng mà đó là địa phận quận 4 đó. Địa phận quận 4 thì lúc đó Thông đi nhậu ở quận 7, ở Nguyễn Hữu Thọ quận 7. Ngay quán đó là quán con gấu, quán Panda. Quán Panda. Thì quá chén mà, rượu bia nữa, chơi cũng sốc lắm. Bia Heineken,
pha với lại Vodkamen. Vodkamen thôi thì gom lại chút xíu, nó cũng sốc lắm. Đang trên đường đi nhậu ngựa, định ra khu phố Tây nhậu tiếp. Không chạy chiếc xe Sport 1000, đội cái nón bảo hiểm thì đối với Thông thì nó không chất lượng để đi xe mô tô đâu. Cái nón đó thì Thông cũng xin giấu cái tên của cái loại nón đó, nhưng mà cái kiểu dáng đó na ná với kiểu dáng của nón bóc sau này. Nhưng nón bóc bóc chất lượng tốt hơn cái nón kia. Nó cũng đẹp lắm, gọn gọn, đẹp giống như nón xe đạp vậy đó. Thông đập cái mặt nguyên con người vô cầu Kinh Tẻ thì bị đa chấn thương, gãy xương sọ số 4, rồi bể sọ, rách màng não, mất 2 đơn vị máu. Còn nhiều nữa, nhưng mà may mắn thì được cứu sống rồi. Rồi cái người bác sĩ Thông cũng ghi nhớ suốt đời, đó là bác sĩ Điểm, khoa thần kinh ngoại bệnh viện 115. Bác sĩ Điểm, khoa thần kinh ngoại bệnh viện 115. Xin cảm ơn bác sĩ. Rồi những người bạn xung quanh, những người thân hỗ trợ Thông nữa. Đó là cái tai nạn, đương nhiên là nhớ đời. Cũng là từ cái dấu mốc chỗ đó, nó khiến cho cái cuộc sống Thông có một phần thay đổi, nhưng Thông cũng sẽ cố gắng nó bình thường hơn. Rồi tới phiên, tới lúc Thông sẽ chia sẻ đến cô chú, các bạn, anh chị em cái đồ zin của chiếc xe Harley Davidson Fatboy 114/2020 này. Đồ thì Thông có để sẵn trong đây để ké cái, đây là chiếc xe của cái người quay phim nha, của cameraman. Cameraman Trung Nguyễn. Đúng mà xe người ta mà y như của mình vậy đó. Đây, đồ chơi nó đây. Chưa rửa luôn. Đây là cái đuôi. Cái đuôi rồi có cái đồm chỗ gắn biển số. Bụi bặm dơ. Từ món chơi trước. So với các bạn tháo ra nó gắn vô cũng cực lắm, nhưng mà cái sự tôn trọng, mình tôn trọng người chủ mới sau xe này. Và tất cả quý vị sẽ xem vài tiếng đồng hồ nữa xem video của mình tôn trọng. Đây rồi, mong camera sát đây để đi giới thiệu luôn nè, móc người cái chứ không có đổ ra, tại vì cái này phải có một cái gì đó mềm thì mình đưa ra được, chứ không có dám đưa ra vậy nó trầy đồ. 4 cái buji zin, 4 cái, thấy chưa, cần số, cần nối chuyển số. Đồ của nó hết á, cái nào Thông nói được Thông nói. Đây nữa nè, đúng có cái bàn rộng rộng đã hơn, chứ ngồi khum khum ở dưới đất cũng hơi quải. Rồi gác chân. Rồi dây tăng áp, dây này là dây dây zin, dây buji zin chứ không có tăng áp. Rồi nắp chụp buji này nọ, ống tán, nắp xăng zin. Hồi nãy Thông nói cái nắp kia nắp 3 triệu đó. Đây nắp zin, còn kia nắp đồ chơi. Thôi đại khái nó này cũng được, chắc là Thông vậy là cũng đã là quá chỉnh chu, cũng thật thà quá rồi. Cái này là cái gì đây ta? Hình như là cái này cách nước. Đây là cái viền cách nước, hồi nãy bên kia có cái mạc rôm, đó là đồ chơi. Cái này là đồ zin. Rồi. Mình chưa giới thiệu cái kia nữa đó. Đó, camera đang đưa vô là cái ốp két nước đồ chơi đó. Ốp đồ chơi. Móc cái này ra thấy đồ zin mới nhớ cái xe mình có đồ chơi. Thành ra những món cộng lại mới gần 100 triệu, chứ nãy là Thông liệt kê, nãy các bạn cộng lại có mấy triệu à. 7 mấy 80 triệu à.
Đây, cây bô. Một cặp bô zin. Sorry cameraman nha, mất phiêu. Đang quay xe rồi anh la lên cái cặp bô zin, nhưng mà bô zin đảo quá mà. Cam kết bô zin không trầy, không xước một tí nào. Không cam kết, nhưng mà thông xô ra một cái thôi. Số kia nó cũng hơi mất công quá. Xin lỗi các bạn. Đây. Rồi sổ chấp camera vô cận cảnh luôn đó. Để nghiêng nghiêng nè. Nào trầy, trầy lòi ra liền. Không trầy miếng nào, có dấu vân tay thôi à. Hai cây bô như mới 100%. Là vì xe này vừa về vô mua đồ chơi liền mà, lấy gì cũ, bảo quản cỡ đó. Con xin phép đưa ra cây thôi nha quý vị nha. Còn cây kia y chang vậy đó. Rồi, mong ước có ai đó phụ, có em nào đó phụ. Nhà neo đơn là vậy đó. Rồi đó là cây này. Còn cây này hồi nãy không nói miệng á, khè khè nhưng mà chưa khoe ra là cây này. Hai cây bô. Thùng đồ zin của chiếc xe này để trong đây rất là có tâm. Ông muốn khen cái anh chủ xe này thêm một lần nữa. Rất có tâm. Có tâm hơn phủi phủi cát nè. À, rồi có lẽ Thông chạy một vòng nha. Anh chạy một vòng video tới đây cũng khá là đủ. Cái này là cái phần cộng thêm. Giống như cái gì đó cũng có cộng cộng, có plus gì đó. Đây thao tác. Rồi để cảm nhận. À, chiều cao yên xe này là 655mm. Thích hợp với toàn bộ người Việt Nam, chứ không phải đại đa số, nó thích hợp với toàn bộ người Việt Nam đó. À, trọng lượng của chiếc xe này là 304kg. Chiều cao yên 655km. Chiều dài xe khoảng 2m3. Rồi Thông nhớ nhiều đó, còn cái chi tiết khác thì có thể Thông bổ sung bằng chữ. Một lưu ý nữa là dòng tất cả các dòng xe Harley Davidson, đặc biệt là dòng xe này, thì khi mà cái máy nó ban đầu nó nổ cũng như tất cả các loại xe khác, đó là sự warm up, là làm nóng máy, thì garanti nó sẽ hơi lớn hơn một chút, nó sẽ hạ xuống garanti, nó nhẹ hơn, thấp hơn đều. Thì cái lúc mà cái xe, cái máy nó đã warm up, tức là đã làm ấm rồi đó, garanti nó đã hạ xuống theo cái mức bình thường, thì lúc đó nó vô số sẽ mượt mà hơn là khi máy mới ban đầu khởi động. Thấy chưa, thấy ghê chưa. À, quay quá, giới thiệu quá, cái bình nó hơi yếu một chút. Chà, bình yếu rồi, mới nổ máy đây mà ta. Cũng hên là hồi nãy nổ máy nạt bô rồi, nhưng mà bây giờ có lẽ đem vô nhà sạc chút thì nổ thôi. Cố một lần nữa nha, cố một lần nữa.
Rồi không được, thôi không cố nữa. Xin lỗi thần thật, thành thật xin lỗi quý vị. Chuẩn bị đẩy bộ về mới dễ thương. Chuẩn bị đẩy bộ về mới là dễ thương nè. Rồi vậy thôi chứ không cố. Tại vì điện nó không đủ rồi thì cố nữa nó không tốt. Đối với Thông là như vậy. Mình có thể ngưng thì là mình ngưng. Khi điện nó đã bị giảm cái công suất của bình điện rồi, giảm cái ampe đó, thì cái bình tiêu chuẩn này thì nó hơi cao ampe, đó là 17 ampe, 12V 17 ampe. Nó cao nhất trong các dòng xe mô tô phân khối lớn. Rồi tự nhiên đều không nổ, tuột mút, tuột cảm giác ta. Nó ngồi tạo nét chút xíu đi, khoái nó quá mà. Đây cái tướng nó như vậy, xoay chở nó đang như vậy, cũng gọn đơn giản thôi. Cái đầu đèn này mới độc. Rồi gác chân kiểu này, chân chống nghiêng. Rồi gác chân nó kiểu này, còn hoặc là có thể gác chân kiểu này, nhưng mà người chân ngắn ngắn hơn xíu, cái chân thông dài gác cái này thì nó vừa sức mà nó vừa không đẹp nữa. Cỡ này là đẹp rồi. Xin chào tạm biệt. Happy New Year.